ra đường khi dịch bệnh, một học sinh bị phạt thục dầu 50 cái. Phát hiện một học sinh cấp 2 ra đường không có lý do chính đáng giữa dịch bệnh COVID-19, lực lượng trực chốt đã phạt thục dầu 50 cái, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng chiều ngày 30 tháng 8. Một lãnh đạo công an phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận đoạn clip quay lại cảnh phạt một học sinh thục dầu xảy ra trên địa bàn. Theo vị này, tối ngày 29 tháng 8, lực lượng phòng chống dịch COVID-19 chốt chặn trên đường Phan Bội Châu thì phát hiện một học sinh cấp 2 đi xe đạp điện ra đường. Khi dừng xe để kiểm tra, em học sinh nói đang chơi, trong khi địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi giải thích, nhắc nhở, anh em phòng chống dịch phạt thục dầu 50 lần để em nhớ và không tái phạm, lãnh đạo công an phường Thành Nhất cho biết. Trước đó, trưa cùng ngày, đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh lực lượng phòng chống dịch tại một chốt phạt một học sinh ra đường khi dịch bệnh thục dầu, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Thành phố Buôn Ma Thuột đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Theo quy định, trong 5 ngày từ 27 đến ngày 31 tháng 8, người dân không được đi mua lương thực, thực phẩm mà mua hàng online hoặc thông qua lực lượng chống dịch để đi mua hộ. Vào tháng 5 năm 2021, lực lượng cảnh sát cơ động, công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã từng phạt 3 em học sinh vi phạm luật giao thông bằng cách thục dầu, gây xôn xao cộng đồng mạng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.